Tối ngày 6 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp có thông báo chốt phương án thực hiện việc đưa bé trai Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp ra khỏi ống trụ bê tông. Theo đó, phương án được các chuyên gia đồng thuận nhất là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông bằng khoan guồng xoắn. Cụ thể, theo phương án, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành một bộ khung 4,8m, 14,8m, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gầu xúc tạm gọi tầng 1. Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông tạm gọi tầng 2. Sau đó, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cầu nhấc trụ bê tông lên. Trong chiều và tối ngày 6 tháng 1, địa phương đã thực hiện phương án nêu trên và duy trì tất cả các lực lượng túc trực, an ninh, hậu cần để hỗ trợ tối đa cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ xuyên đêm từ ngày 31 tháng 12 đến nay.